nha nha nha. Dạ. Xuống đây xuống đây, còn sớm còn sớm, ngồi đây nói chuyện chút nè, tâm sự chút. Cô là cô thương con cho nên cô mới nói. Cô nghĩ là con nên nhận lời cầu hôn của thằng Đức đi. Cô thấy nó thương con lắm luôn á. Nhưng mà con có thương ảnh. Trời ơi, đâu cần đâu. Mình phụ nữ mà, không cần thương trước. Cứ cưới về làm vợ chồng xong cái là từ từ thương à. Với lại cô nói con nghe nè, mày nghĩ đi, giờ chỉ cần gật đầu chấp nhận lấy nó thôi là bao nhiêu nợ nần xóa một cái rẹt. Còn hơn mày còng lưng mày làm biết chừng nào trả mới xong. Dạ, con biết tính ảnh. Tuy ảnh giàu á, nhưng mà con mà lấy ảnh thì suốt cuộc đời con sẽ khổ. Chưa thử sao biết. Mày phải thử chứ. Thôi đi cô ơi, hơi sức đầu đi nói với cái bà này. Con đã nói biết bao nhiêu lần rồi có nghe đâu. Thì đó, thấy thương thì nói vậy đó. Con không nghe thôi. Thôi con đi làm kẻo trễ. Thưa cô con đi. Hết thuốc luôn à. Con cháu gì đâu á. Để thằng cha nó. Cô. Con thấy cái chuyện này uổng quá. Vụ gì uổng? Thì cái vụ bà Nga nè, chỉ cần gật đầu một cái thôi là được xóa mấy trăm triệu, đúng không? Thì đúng rồi, chưa kể là cái tiền mà thằng Đức đó. À, thì ra là vụ này cô cũng có lợi nha. Vậy thì là quá uổng rồi chứ còn gì nữa. Con tính vậy nè. À, cái gì vậy? Không được. Đành rằng là ông anh ba tao, ổng quậy, ổng làm phiền tao thiệt. Nhưng mà nó là cháu tao, nghe, làm như vậy là phạm pháp. Không được, không chơi. Ủa cô là cô thì con cũng là em họ vậy. Căn bản là mình đang giúp bà chứ bộ. Bà ngu quá mà. Cô cháu mình khôn hơn thì phải giúp bà có chồng giàu chứ. Thì nói chung là mày cũng có cái phần đúng. Nhưng mà để tao suy nghĩ thử coi. Thôi giờ coi quán cho tao chút đi, đi công chuyện. Tiền hả? Tiền đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Quan trọng là phải tách bà Nga ra xa ông Hoàng một chút. Khi đó tôi mới có cơ hội đi Mỹ. Cô không đồng ý thì tôi cũng làm. Hô! Ăn cơm chưa? Nãy đợi em lâu quá, chị đói chị ăn rồi. Em ăn chưa? Thôi trời ơi, có đợi em về em ăn cũng nổi biết sao không? Nãy anh Long á, nó dẫn ra ngoài ăn. Ngon quá trời, ăn no một bụng luôn nè. Ủa, chị nghe nói em với Long chia tay rồi mà. Trời ơi, cơ cái chuyện chia tay với chuyện ăn là hai cái chuyện khác nhau. Bộ ngu hay sao mà dẫn đi ăn không ăn. Nó dẫn đi ăn mà nó còn mua cho hai ly nước cam nữa. Đưa một ly, nè. Thấy tôi thương bà không? Trời đất ơi, cam gì mà nó ngọt dễ sợ luôn. Ngọt hơn bà cô mình bán nữa, thử đi. Được á, cảm ơn nha. Thôi uống đi, uống rồi ở nhà có buồn ngủ thì ngủ trước đi. Em qua nhà bạn, em lấy đồ một cái. Nhớ chờ cửa nha. Ừ, biết rồi. Đi à. Xong rồi. Hay quá. Ê, nhưng mà khoảng 30 phút nữa mới vô nghe chưa, lúc đó mới thấm thuốc á. Ai hình như là khu quệ. Mà sao nó chỉ có vẻ mờ ám vậy? Đêm nay tôi sẽ ở nhà bạn tôi. Cho ông nguyên đêm muốn làm gì thì làm. Sướng nha. Nhưng mà xong rồi á, nhớ hứa với tôi cái gì là phải làm. Ừ? 30 triệu. Luôn cả phần của cô Hà nữa. Cái gì? Có đưa không? Đưa. Sớm. Bye bye. Nhà ơi, đêm nay em nhất định sẽ làm vợ của anh.
Nga ơi, Nga. Mày làm gì đó? Anh cướp! Bơ người ta! Anh cướp! Anh cướp! Anh cướp! Anh cướp! Là thằng Đức đó! Nó dễ chọn lời bản chiến của Nga! Chỉ có chuyện đó thôi! Trời ơi! Trời ơi! Nga ơi! Nga ơi! Nga ơi! Tôi lúc nào cũng coi cô là bà con họ hàng. Vậy mà cô nỡ lòng nào cô dụ tôi uống thuốc ngủ để cho người khác hãm hại tôi vậy? Không có mà. Thiệt, em không có làm thiệt. Đúng là cái hai cái ly nước đó là của ông Đức mua. Đâu có biết là ông dở trò vậy. Thôi đi, cô đừng có chối quanh co nữa. Bây giờ tôi mới biết á, mấy ngày nay tại sao cô lại tốt với tôi như vậy. Không, ông Đức cho cô nhiều tiền lắm đúng không? Không phải, không phải vậy đâu. Họ không có thiệt mà. Em nói thiệt, em không có liên quan gì hết trơn á. Nhưng mà thật ra em thấy ông Đức cũng tốt mà. Nếu như mà từ đầu chị đồng ý thì mọi chuyện đâu xảy ra vậy. Chẳng những vậy mà ông còn xóa nợ mấy trăm triệu cho ba chị nữa, lời không? Lời, rõ ràng. Con khỏe chưa con? Dạ, chị Nga khỏe rồi chú. Chú có mua trái cây qua đây cho con. Chú, chú, tại chú bị sao vậy chú? Chú cũng sao, chỉ bị sốt nhẹ thôi. Không biết nói sao để cảm ơn chú nữa. Tại con mà. Chú không sao mà. Thôi, con nghỉ ngơi nha. Chú cũng về phòng nghỉ ngơi chút xíu. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Con ngồi đi. Có chuyện gì không? Dạ, về những cái chuyện đã xảy ra, con sợ là chú hiểu lầm. Thật ra thì những cái chuyện này con không có liên quan gì tới hết á. Ông nhờ con đưa ly nước cam cho chị Nga, nhưng mà con không biết ở trong đó có thuốc ngủ. Con không biết thiệt. Con giấu đầu mà lòi đuôi rồi con à. Chú biết con mang về 2 ly, nhưng chỉ có mỗi mình Nga là ngủ say. Điều đó chứng tỏ con biết ly nào có thuốc ngủ, ly nào không, đúng không? Dạ. Dạ. Con xin lỗi chú. Dạ con có làm. Trước đó con lỡ mượn ông Đức mấy trăm triệu, cho nên khi ông Đức đề nghị con giúp đỡ ổng, ổng sẽ xóa nợ cho con thì con mới đồng ý. Chú bỏ qua cho con đi, chú đừng có ghét con. Chú mà ghét bỏ con, con không biết phải làm sao nữa. Dù có lỗi lầm gì thì nó cũng là con gái của Liên, là con gái của mình. Đó là lỗi của mình. Nếu như năm đó mình không bỏ đi thì bây giờ nó đã không như vậy. Con thấy trong người sao? Con khỏe chưa? Dạ, con thấy cũng còn hơi mệt. Tay chú sao rồi? Đã đỡ chưa? Nếu thấy còn mệt á thì nghỉ ngơi ít bữa, khoan có đi làm đã. Còn chú thì không sao. Nga nè, mai mốt con đừng có giao du với loại người như thằng Đức nữa. Dạ, thật ra từ lâu con không muốn tiếp xúc với anh ta. Nhưng mà nghiệt cái là ba con nợ ảnh một số tiền rất là lớn, nên con... Lớn là bao nhiêu vậy con? Dạ, cũng vài trăm triệu. Nhưng mà không sao đâu chú, con cũng trả được một ít rồi. Chắc vài năm nữa là trả hết nợ thôi. Vậy ba mẹ của con hiện giờ ở đâu? Sao họ lại không phụ trả nợ giúp con? Dạ, mẹ con mất từ lúc con còn nhỏ rồi. Còn ba con thì
vì trốn nợ nên đi làm ăn xa, gửi con cho cô Hà. Vậy ra bà con với cô Hà có quen biết với nhau à? Dạ, với chú thì con mới dám nói. Thiệt ra cô Hà là em của ba con, nhưng vì số nợ của ba con nên cô Hà không muốn dính líu tới. Cô Hà nói con là phải giấu cái chuyện bà con họ hàng. Con với lại cô Huệ cũng có họ hàng với nhau hả? Dạ, ba của Huệ với ba của con là anh em họ. Vậy còn mẹ con? Mẹ con tên gì? Dạ mẹ con tên Liên. Mà chú hỏi tên mẹ con chi vậy? Tên Liên hả? Dạ. Con có giữ tấm hình nào của mẹ con không? Dạ có chứ, để con vô nhà lấy cho chú coi. Chú ơi, cái tấm hình của mẹ con lạc đâu mất tiêu rồi. Vì con chờ chú một chút, chú sẽ quay lại ngay. Mẹ con nè. Mà sao chú có hình của mẹ con? Nhưng tấm hình của con không phải vậy. Tấm hình của con phía sau có ghi là mẹ yêu nữa. Đúng là con đây rồi. Dạ, là sao chú? Chú biết mẹ con hả? Chú là bạn học của mẹ con. Mẹ con đã tặng chú tấm hình này. Thì ra là vậy. Nga nè, còn số nợ của con với thằng Đức, con hãy yên tâm đi. Chú sẽ không để con vì chuyện nợ nần mà phải lấy một người chồng như thằng Đức đó. Tôi mệt chứ. Thiệt tình luôn á. Không lẽ tao quấn mày? Đã nói là cái chuyện thì để từ từ đi rồi người ta tính. Chưa gì hết hả? Ai cho? Hả? Ai cho phép mày tự ý mày làm những cái chuyện bậy bạ vậy chứ? Hả? Cho cái gì? Ủa con gì ai? Hai người cứ chừng chừ như vậy mất cơ hội mất tiền. Ủa? Con chỉ sợ cô mất đi cái tiền mà ông Đức hứa cho cô thôi. Thôi mày nín đi. Nó nói với tao á là cái khoản tiền mà nó tính cho tao đó, mày lấy rồi. Mày á, tao vô ơn bạc nghĩa lắm. Bây giờ tao mới biết hả, nuôi mày là cái bằng nuôi ong tay áo mà nuôi cáo coi chuồng gà. Để coi rồi ông Hoàng mà ông biết cái chuyện này đi rồi coi làm sao ha. Cái thôi giấc mộng mà... nha. Thôi. Cái gì? Đợi chừng nào mà ông bỏ lãnh con đi, con hứa luôn, con chung đủ á. Đủ là bao nhiêu? Thì giống như trước đây mình thỏa thuận thôi. Con gửi tiền về. À, thêm nữa, con hứa là kiếm cho cô một ông Mỹ hay làm sao. Ông bảo lãnh đi hả? Dù gì thì coi như là ta cũng cho mày một cơ hội đi ha, cho một cơ hội. Bây giờ tạm thời thôi nghe không, rồi để coi coi cô cư xử sao rồi tôi biết đường tôi tính. Coi quán giùm tôi chút. Biết rồi. Ủa anh Hoàng, anh kêu tôi có chuyện gì gấp vậy? Chị sao không ra ngoài quán ngồi nói chuyện cho nó mát? Tôi có chuyện này rất quan trọng, nói chuyện ở ngoài quán e là không tiện. À vậy hả? Chị Hà nè, tôi vô tình biết được hoàn cảnh của cháu Nga. Thì ra cháu Nga là cháu họ của chị phải không? Con Nga nó nói cho anh biết hả? Tôi đâu phải là chủ nợ của cháu Nga đâu mà chị lo. Ngược lại, tôi còn đang lo trả nợ cho cháu mà. Ủa, anh trả nợ cho con Nga rồi có giúp con Huệ không? Vì chuyện đó là như vậy. Coi như tôi chưa hề nói với chị cũng như cháu Huệ về chuyện nhận con nuôi. Bởi vì tôi thấy cháu Nga có hoàn cảnh tội nghiệp hơn. Nếu cháu Nga không có đủ tiền trả nợ thì nó phải lấy cái thằng bất dạy đó. Nhưng mà hồi đầu anh về là anh nói là muốn nhận Huệ làm con nuôi mà. Thì đúng là như vậy. Và lúc tôi mới về, tôi có nhờ người ta đi tìm giúp gia đình của bạn tôi. Sau đó họ cho tôi biết là con của bạn tôi là chính là cháu của chị. Vì vậy
tôi mới nhầm là cháu Huệ. Rồi, vậy là tôi hiểu rồi. Chị vẫn chưa hiểu hết đâu. Giờ thì tôi biết, lâu nay cháu Huệ của chị đã qua mặt chị rất nhiều thứ. Tôi thật sự rất thất vọng về cô ta. Bây giờ tôi nhờ chị một việc. Chị hãy ghi lại cụ thể số nợ của Nga, sau đó tôi sẽ đưa tiền cho chị trả giúp giùm tôi. Rồi chị sẽ ghi biên nhận rõ ràng giùm tôi. Tôi không muốn cháu Nga gặp lại thằng Đức đó nữa. Sao lâu quá không thấy ba con về nữa? Hay là ông không muốn về? Nói gì vậy? Sao không muốn? Chắc là kẹt xe hay là cái gì đó thôi chứ. Trời ơi, ông chỉ trông cho con trả hết nợ để mà được về thăm con á. Nói vậy cũng nói được. Con cũng mong là vậy. Mà cũng may á, có chú Hoàng giúp đỡ. À cô, bữa giờ á, cô có liên lạc gì với Huệ không? Con lo cho nó quá. Thôi thôi, bỏ đi, đừng nhắc tên quỷ đó. Mà cô á, cũng nóng tính nữa, tự nhiên đuổi nó đi chi vậy? Dù gì á, nó cũng là bà con họ hàng mà. Nó đối xử với con tệ vậy á, mà bây giờ cũng thương cũng lo lắng cho nó hả? Hả? Ủa, nè, ủa vậy trước giờ cô hay la con hoài đó, con có giận cô không? Cô là cô của con, sao con giận cô được? Ê, ba con về rồi kìa. Anh ba. Ba. Con. Ba đi đường có mệt không? Cũng mệt con. À, cô Hà. Dạ, ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Đi đường chắc mệt dữ hả? Dạ. Con, qua làm cho ba ly nước. Dạ. Sao? Đi làm ăn cái gì mà biệt mù vậy? Rồi giờ khấm khá chưa? Cực lắm cô ơi, đất khách quê người mà. Kiếm đủ ăn là mừng lắm rồi. Tôi nghe tin con Nga nó trả được hết nợ, tôi mừng muốn chết luôn á. Cho nên là thu xếp về sớm đó. Trời ơi, con Nga mà tiền đâu mà nó trả nợ. Biết sao không? Có một ông Việt Kiều, bạn cũ của má nó hồi xưa đó, nghe tin nó mắc nợ vậy cái ổng tội nghiệp, ổng móc tiền túi ổng trả giùm cho nó đó. Chứ nó tiền ở đâu? Ông Việt Kiều, bạn cũ của má nó. Ủa, nhưng mà là ai vậy? Thì là cái ông... Ủa, anh Hoàng. Ra đây chơi. Dạ, đây là ba anh Nga nè. Đây là anh Hoàng trả tiền cho con Nga. Thằng Hoàng, chị ra là mày. Ba. Đi. Mày cũng đi vô quân bắt tao. Đi. Ủa, hai người biết nhau hả?